Hôm nay chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình ca phổ miền Dương. Lời nói đầu tiên cho phép Nguyễn Văn Linh thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất. Và kính thưa tất cả quý vị, nhằm giữ gìn cho phát triển của môn nghệ thuật cải lương cũng như tạo ra một sân chơi của lành mạnh vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần tại sân khấu ca phổ miền Dương 448 ấp Hội An, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh lại được sáng đèn làm nơi kết nối những trái tim đồng điệu đam mê và yêu thích bộ môn cải lương, một bộ môn mà được nhà nước công nhận là danh hóa phi vật thể của quốc gia. Trên thị trường đó, chúng tôi rất lấy làm vui mừng vì luôn được sự quan tâm đóng góp ủng hộ của quý vị khán giả xa gần cũng như quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh YouTube ca nhạc ca cổ Việt Dương và trên trang Facebook Quyền Thăng Lên. Một lần nữa xin chào, cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và để mở đầu cho chương trình ca khổ Nguyệt Dương tới đây, Nguyễn Văn Linh xin được mời quý vị cùng đến quý một sáng tác của tác giả nhất Thái Nguyễn, bài hát bị mang tên Bông Bần và phần thể hiện của Trọng Nghệ. Thank you.
bến đồn bên trong con nước ngoài sông cũng kiên rộng khi lớn ngọn to ngọn lu đèn tàn bất lùng